Và sau khi buổi ca nhạc kết thúc, nhóm 4 thành viên gồm Tiên, Khoa, Duy Anh và Hằng tiếp tục di chuyển tới địa điểm ăn tối. Khoa đang phân vân giữa chị với Kim. Nếu chọn chị Kim buồn, nếu chọn Kim chị buồn. Thằng á. Nói hoài không ra được vấn đề, chị nói với Khoa là đừng nghĩ về chị, cứ chọn Kim đi. Nhưng Khoa không chịu. Khoa sợ. Đấy là Khoa không muốn mọi người buồn. Khoa 23 tuổi hả? Khoa 24. Này nhìn già, này nhìn hơn tuổi Hằng luôn. Rồi 30 tuổi, 29 tuổi. Ra đường có ai nói không? Không, người ta nói mình trẻ chắc như này nè. Phải cắt như này. Đúng rồi, hay là ngày mai cắt đi. Ngày mai cắt hả? Cho nó trẻ. Ok. Làm lại. Ấy cái này quay TikTok hay hơn. À đúng rồi. Anh của hiện tại. Ok làm đi. Hiện tại. Anh của hiện tại, anh của quá khứ. Bảy. Trời. Nó phải quay tay của Khoa nè. Hả? Phải quay tay của Khoa. Nếu Khoa cạo râu, Hằng sẽ làm cái này với Khoa nha. Ok. Ok. Sao lại? Sao gì? Mình đang thấy là mình chiêu đây môi giả chân. Không hề giả chân. Giả chân không một chút. Tại vì bạn không được Hàn Quốc cho nên là bạn ghen tị gato. Đợi lâu à. Người ta có đua có cặp. Đau đuôi. Định cung cóp hả? Bạn bè? Bạn bè đúng. Lặp lại. Đừng có cá nữa. Bây giờ không nói gì. Cái khúc này phải là leo leo. mới làm kìa. Làm lại kìa. Làm lại đi. Ok, dễ làm đi. Làm đi. Quả chất mông đó. Khuôn mặt đó. Môi. Khuôn mặt hơn. Gì? Khuôn mặt. Thích gì nhất trên khuôn mặt người con gái? Cười. Cười giai đoạn Ở nhà chung lúc này, trong khi đợi xe Hồng về đón các thành viên còn lại, thì Duy đã tranh thủ hẹn gặp riêng Kim. Chiến hình như là mến em hơn là Chiến nghĩ đó. Bởi vì từ lúc đầu mới ngày 1, ngày 2 thôi là như là Chiến giống như là muốn tỏ tình với em luôn vậy đó. Nhẹ như vậy á. Thì có quá nhanh không ta? Còn cái đó thì hơi quá nhanh cho nên Chiến mốt sợ cái cảm xúc đó của Chiến là hơi bị giống như là bị rung động nhưng mà cảm nắng. Cảm nắng cho nên Chiến mới thử chuyển sang Hằng, bỏ đi cái sự rung động của Chiến để thử tìm hiểu với người khác. Nhưng mà thật sự như là tới bây giờ là Chiến như là vẫn thích Kim, vẫn thích em. Mà em biết được cái đó đúng không? Em biết được đúng không? Tại vì em cái ngày thứ hai thì là Chiến đã kiểu chủ động rồi. Em cảm giác được chứ. Thì em cũng có cảm giác là bạn này cũng chắc cũng có để ý mình. Nhưng mà tình cảm thật hay không thì mình không biết. Mình cần thời gian để mình coi thử coi là bạn như thế nào. Thì ok, bỏ qua một bên. Rồi không tự nhiên là cái khúc sau thì tự nhiên xuất hiện thêm thanh niên Khoa nữa. em kiểu bị kiểu em cũng thấy có những cái mà em không thể đoán trước được á. Em cảm thấy là mọi chuyện nó diễn biến hơi khác với em nghĩ quá cho nên em chưa kịp. Em không biết là người đó có như thế nào mà em cũng không biết là em đang muốn cái gì luôn á.
Thật sự là đến bây giờ em vẫn không nghĩ là Khoa thích em. Khoa thoải mái với tất cả bạn bút mọi người. Ừ, đến nay em không nghĩ là Khoa thích em đâu. Sao em không biết là sao em lại cứ tò mò, không biết là Khoa có thực sự thích em hay không. Thì em biết em có một cái gì mà khác với mấy nữ còn lại không? Gì? Anh thì lại sợ em nhất. Anh thì lại sợ em nhất, nhưng mà em có một cái khác những bạn nữ còn lại là em có một cái nét đáng yêu. Mà thường thường con trai á, cái đẹp á, chỉ nó chỉ thoáng qua thôi, giống như mình nhìn một cô gái đẹp, giống như mình nhìn một bức tranh mình đang thưởng lãm đó thôi. Còn một cô gái đáng yêu á, là mình nhìn thấy á, mình cứ cảm mến người ta hoài à. Đó, bởi vậy rồi em, mình lại bẻ là một cái hướng. Không, không có. Anh em thì vẫn là anh em rồi. Biết rồi, nhưng mà đó. Ý là thôi bây giờ. Đó là Chiến là đang bị chết với cái nét đó. Thầy không? Đó, Chiến là đang bị chết đó. Em có con mèo đúng không? Ờ, em có con mèo. Đó, Chiến nó hiểu tâm lý tới mức đó luôn mà. Chiến nó thật sự là anh cũng kêu là... Em cũng bất ngờ khi mà kiểu... Ngờ, tại vì đúng không? Hôm qua lúc mà đi mua đồ đấy là em có đi mua cho mấy Chiến mà. À. Thì em thấy là ủa sao mua hai cái móc khóa trong đầu cái người con gái thật sự lúc đó nha. Thật sự em phải nói thật luôn. À. Ủa tưởng tặng mình. Em vậy luôn á, em chưa chuyển ra ta. Ủa mà tặng em, đó đó là cái nét đáng yêu của em đó. Cái kiểu, ủa sao mua hai cá mà không tặng mình ta. Ở cái nón này Chiến tặng cái em nón luôn. Chiến tặng, đúng rồi. Xong rồi nãy Chiến nói về cái vụ con mèo. Nói là bạn này cũng, nên mới nói là người này biết cách quan tâm người khác. Đó, đúng rồi, chính xác. Cũng có chưa để ý. Chỉ có cái là em cũng có nói là như anh biết là tụi mình, như cái hôm qua mình chia sẻ với nhau á, thì cũng biết là mình trải qua nhiều thứ. Những người như mình thì sẽ trải qua nhiều thứ, vì môi trường nè, mình làm việc cũng khó khăn hơn trong việc mình cảm với người khác nữa. Rồi kiểu tuổi mình cũng có tuổi hơn mọi người. Em đấy. Lớn hơn Chiến đến 5 tuổi rồi đúng không? Ủa vậy hả? Nhưng mà Chiến cũng lớn lắm á nha, chứ nó không phải trẻ con đâu. Thật sự nếu như mà người như Chiến anh thấy là đáng để mình thử. Tại vì thứ nhất Chiến là không có làm trong nghệ thuật, thứ hai là Chiến cũng tập trung vô kinh doanh, cũng là đang phát triển sự nghiệp. Còn thứ ba là Chiến cũng biết quan tâm tới người khác, còn biết hiếu thảo với gia đình nữa. Ngày nào cũng gọi điện thoại về cho mẹ, nói chuyện điện thoại với mẹ. Con đang ở đây, con đang ở đây, con đang quay. Thấy Chiến đáng để có thể kiếm được một tình cảm tốt để dẫn về chương trình. Đúng rồi. Rất đáng. Nên là đáng. Em đang nghĩ là mình phải nên... Thật ra cái câu hỏi em nói đây là... Em nghĩ là dành cho bản thân em nhiều hơn. Thì cái vấn đề đó nằm ở em. Cũng bây giờ cũng khó quyết định. Đúng. Thì rồi. Mình cứ thoải mái theo, mình thoải mái theo cách nào mình thấy thoải mái nhất thôi. Chứ bây giờ quyết định ép buộc mình phải quyết định thì mình sẽ không quyết định được đâu. Tại vì đôi khi những lần ép buộc đó sẽ làm cho mình đi rẽ hướng, một hướng sai khác hoàn toàn. Cho nên chuyện tình cảm em cứ từ từ cũng được. Mà chỉ anh chỉ là nói ra về những góc nhìn của góc nhìn của anh thôi. Anh thấy thì góc nhìn okay, của em cũng rất là thay đổi khi mà Chiến kiểu có cơ hội nói chuyện với Chiến nhiều hơn. Hồi nãy thì em cũng cảm thấy ồ may mắn là mình cũng nói chuyện rồi, chứ không là trong đầu mình lại cứ nghĩ người này như vậy thì cũng không nên. Vì ngày mai hai nhóm nam và nữ sẽ phải tách rời nhau hoàn toàn cho tới khi tỏ tình. Thế nên bữa ăn tối hôm nay là dịp để cả 8 thành viên Love House có thể ngồi lại bên nhau. Kim qua đây. Cho em một cái chén cho Kim nhá. Nãy giờ sao đi lâu vậy? Thôi, em về đón chị đó. Không, còn vẫn đang ngồi nói chuyện. Tại đang vô vấn đề chính đó. Nên là xe phải đợi một xíu. Cười lên. Phải quảng bá cái cười lên. Đó tại vì tại sao lại cười? Cười đi. Không được quảng bá. Cười đẹp. Kiểu sao chứ nghĩ là. Thôi em mặc thêm. Căng buồn. Đi để em xin, căng buồn. Không biết tại sao không nói được. Mọi người tối là em vui á. Chị em tối nay mình overnight luôn đi. Trời ơi. Nó cho em đi. Nếu yêu một người bằng hết con tim là đúng hay đang sai? Mà sao anh ơi em cứ buồn hoài như thế? Hoài đúng rồi. Quá buồn. Buồn chín rồi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Không biết nói gì. Cái gì vậy trời? Cái gì vậy? Ông bị gì vậy? Không, bây giờ một người đến lượt người nào là 7 thành viên còn lại được hỏi người đấy. Ok. Trời ơi, cái gì thiệt hả? Ok, bắt đầu từ anh trước, mọi người hỏi chơi đi. Chơi luôn, giờ anh Chiến. Duy Anh có thể
kể ba ưu điểm của Tiên. Chỉ có Duy Anh mới cảm nhận được ba cái ưu điểm này, còn người khác thì có lẽ là chưa thấy. Tiên đó. Tiên. Khó thật sự nha. Giỏi ngoại ngữ. Quan tâm Duy Anh nhiều hơn so với những người khác. Ok. Hello xin biết. Hay. Có lúm đồng tiền. Rất là duyên. Dễ thương ha. Cảm xúc quá. Ok. Nếu như bạn có cảm tình với một trong bốn thành viên nữ còn lại thì ngày mai bạn có tỏ tình hay không? Có. Nếu mà có thì mới tỏ tình hả? Sao không hỏi là có tình cảm và muốn tỏ tình hay không? Thời gian vừa qua mình cũng đã nhìn nhận rồi, mình cũng đã tìm hiểu các bạn rất là nhiều. Và hai cô gái mà... Ba cô gái mà mình có thể có tin. Thế là quá rõ ràng và rành mạch rồi đúng không? Một bàn tay ba đúng là không biết chọn ai. Một lúc nào đó mình rất là hoang mang về cậu đối bí ẩn là anh Danh. Mình rất là không biết là liệu cái sự suy đoán của mình nó có đúng hay không. Đến ngày hôm nay thì mình thật sự vẫn hơi mong luôn về cặp đôi bí ẩn. Ai nữa? Hai. Em nhận chưa? Mọi người hỏi đi. Nói ba cái tính cách mà Tiên thích nhất ở Chiến thôi. Thích nhất? Cười tươi. Không, thật sự bởi vì lúc mà em được chọn bốn chàng trai để một trong bốn chàng trai để em gọi điện thì em đã chọn Chiến, bởi vì là tấm hình của Chiến là tấm hình duy nhất cười, và cười rất là tươi, và em rất là thích những người hay cười. Điểm thứ hai thì Chiến là một người khá là để ý và biết quan tâm á. Hồi sáng em đón được bác một mình thì anh Chiến là người ra phụ em, thì em thấy anh là một người rất là để ý và quan tâm người khác. Cái thứ ba thì chắc là Sao cũng là một người có khả năng làm việc ấy. Kiểu em nghĩ là anh cũng khá là thành công trong cái công việc của anh. Cho nên là đó là cũng một cái mà em rất là ngưỡng mộ anh. Ok, đi. Cảm ơn em. Em có cảm tình với một trong bốn chàng trai ở đây? Em có. Ok, wow. Chưa đây. True. Ok mọi người. Nếu như người tiếp theo mà Khoa yêu thì Khoa lấy làm vợ. Tin, wait, mom. Không hiểu. Tôi gì vậy? If you have a next girlfriend, you will marry her. Yes, my next girlfriend has. Oh, vậy là người yêu tiếp theo chúng ta xác định đó là vợ của Khoa. Vợ của Khoa. Oh. Tới Kim. True. Ok, true. Kim có cảm tình với một trong bốn chàng trai đúng hay không? Có. Ok. Đúng rồi chị. Vậy là được. Anh muốn hỏi gì Kim không? Khoa tỏ tình thì Kim có đồng ý không? Không có gì đâu, biết Khoa mà. Không hỏi hả? Đừng hối tiếc nha. Kìa, người ta nói là đừng có hối tiếc kìa. Sao hối tiếc? Để Chiến hỏi. Ok. Cái gì vậy? Không, tự nhiên không gì hết á. Tự nhiên Chiến hỏi cái mà Kim... Không gì hết. Chiến là đang muốn hỏi lắm rồi, hỏi đi. Nếu như Kim Thái Chiến là một người hợp với Kim thì Kim có sẵn sàng đi cùng Chiến khoảng 10 năm tiếp theo không? 10 năm tiếp theo. 10 năm sau chia tay. Ta đang định nói. Chiến đang hỏi thật lòng á, đừng giận. Okay. Chiến hỏi thật lòng á. Tại vì cái cục mốc á mà đối với người cũ nha. Cái này mình chia sẻ thôi á. Mình chỉ nghĩ là 2 năm thôi mà người đó còn không chờ được thì đối với mình đừng nói thời gian. Mình chỉ cần là cái người đó có phù hợp với mình hay không, mình có thể đi với người đó cả đời. Nhưng mà quan trọng là cái người đó có thật sự là muốn đi với mình đến lúc nào hay không. Wow. Nếu mà Chiến hỏi là 10 năm thì không, mình không có cần người nào 10 năm. Nếu như được lựa chọn, em có muốn cùng anh là một cái bến đỗ của những cái khoảng thời gian còn lại không? Nói chung là nếu như anh tỏ tình thì em có đồng ý không? Mệt quá. Đó, xỉu dọc, xỉu hình Bình Thành, xỉu hình Thang, xỉu hình... Nghiêm túc. Ủa? Nghiêm túc luôn á. Anh rất là nghiêm túc á. Không, cái này nói thiệt nha. Này nói thiệt thật sự là tại vì lúc đầu á, em rất là... nghĩ là mình vào đây nếu mà tìm được cái người mà có thể hiểu được công việc của em á
thì sẽ rất là tốt. Tại vì vừa rồi, cái chuyện tình vừa rồi là một phần là do không hiểu được công việc. Vậy thì em hãy nhìn vào anh và em xem có phù hợp hay không. Nhìn vào mắt anh này, trả lời. Sâu trong đôi mắt này, em hờ hững cũng như bao ngày. Kim có thể trả lời là sẽ suy nghĩ, không thể nào mà trả lời ngay lập tức được. Một cái người tính như Kim thì Kim sẽ trả lời thật. Ừ, ok, thì chị cứ trả lời thật. Thì là có. 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 Ok, anh cần. Rồi, về tiếp theo.